kéo cũng vô luôn rồi. Đây đây xe 70 này đang cắt lúa cặp vào mương rồi. Anh mới cắt nó lên trên đường cắt về luôn bây giờ.
sàn mà nó cắt cũng sàn luôn rồi. Hai cái rồi, 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 rồi.
cây kéo chuẩn bị lên dốc rồi mọi người. Mình xích quá trời dính gom luôn rồi. Chuẩn bị lên dốc rồi mọi người. Rồi nó trả số 1 mò lên từ từ luôn rồi. Yeah.